Đây anh chị nhìn thấy ha, con đường tuy nhỏ nhưng mà ở đây có nhà cửa hàng xóm mình nữa nè nha anh chị. Phía bên ngoài cũng có nữa nha. Dạ em là nhà đất Minh Xem Tiền Giang, xin chào anh chị nha. Hôm nay em về xã Tân Bình Thạnh của huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang. Tên con đường nhỏ nhỏ này nè, để quay giới thiệu cho anh chị mình một mảnh đất có tổng diện tích là 1800 m2. Trước tiên để em giới thiệu sơ lược về vị trí con đường và hướng đi cho anh chị mình xem và tham khảo luôn nha. Hướng trên màn hình anh chị đang xem, đây là hướng đi thông ra đường nhựa. Sát bên đường nhựa luôn nha anh chị. Khoảng cách từ ngay vị trí đất mình ra đường nhựa thì tầm khoảng chừng 200 m à. Đó ha, ở đây mà anh chị cũng nhìn thấy ha, đường dây điện nhà nước cũng ra tới luôn rồi nè. Nói về cái hướng này anh chị cũng đi thông về Ủy ban dân xã Bình Thạnh, khoảng cách thì tầm khoảng 2 km nha anh chị. Còn cái hướng ngược lại, đây thì mình đi vô nhà người ta, qua bên đó có nhà, qua bên kia có nhà luôn. Và cái mảnh đất em giới thiệu cho anh chị hôm nay là cái vườn thanh long này nè. Tính từ cái miếng này nè anh chị, mà đi dài ra ngoài kia là mình có 43 mét mặt tiền. Và cạnh bên đây, tính mặt tiền nhìn vô là cạnh phía bên phải nha, mình đi sâu vào là 47 mét. Nhưng mà phía sau mình có một cái ẹo nhỏ vậy, giống như ngày xưa có cái đường nước chỗ đó đó anh chị. Nó ẹo làm cái hố bơm á, ẹo nhỏ ở chỗ đó một phần ha. Còn cái phía hậu của mình á, phía trước mình là 43 mét mặt tiền, phía sau hậu của mình là 42 mét rưỡi. Mảnh đất mình có góc hai mặt tiền luôn nha anh chị. Nếu mà tính mặt tiền bên đây thì bên kia nó hơi tấp lại hết 5 tấc. Còn mặt tiền bên kia là đi thẳng lên là 38 mét. Đó, nếu mà lấy mặt tiền ngoài kia thì đi vô đây thì đây nó hậu. Tổng diện tích hết đất của mình luôn là 1800 m2. Nó hiện tại giá cũng chủ cũng kêu cũng phù hợp cho anh chị ơi. Tại con đường mình nhỏ mà, đi đường ranh nhưng mà nó nhỏ. Nhưng mà được cái thanh long mình cũng còn tốt lắm nha. Vườn thanh long này cũng chưa có già gì cho mấy. Nó đem đi hết cái phía mặt tiền cho anh chị mình xem. Rồi sau đó cái em lên tới phía trên cho anh chị mình xem cho nó chi tiết luôn. Đó đây nè, đường nhỏ mà vô nhà giàu không nha anh chị. Đó cũng vào nè, bên đây cũng có nhà luôn, đang xây luôn. Đây là mình đi tới cái góc mặt tiền thứ hai nè. Nó cạnh này đi sâu vào là 38 mét nè. Đấy, đi dài lên đó là 38 mét luôn. Đó, anh chị nhìn thấy ha. Và đây là em quay về hướng mặt tiền của đất mình. Mặt tiền của đất mình thì xây về hướng đông, cho cô chú anh chị nào hợp về phong thủy để tiện tham khảo luôn nha. Còn tính từ ngay cái vị trí đất mình mà về tới ngay chỗ mà trung tâm của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Thì thời gian đi tầm khoảng 26 phút, khoảng cách là 15 km. Bị chán nắng quá anh chị ơi. Còn anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh, em lấy điểm là bến xe miền Tây, mà anh chị về tới đây, thời gian đi là 1 giờ 9 phút, khoảng cách là 47 km. Nó quá mờ luôn, bị cháy nắng quá anh chị. Nhưng mà nó ngắn nha anh chị, đi chỉ 1 giờ 9 phút, khoảng cách là 47 km. Đó là vừa rồi em lên định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem. Bây giờ để em sẽ tiến lên cái phía bên đây, chứ thanh long thì anh chị mình nhìn thấy cũng rồi đó, rõ ràng luôn rồi. Tông đất mình thì sạch đẹp, không có màu mã gì hết nha anh chị. Đó, xung quanh đây thì em quan sát cũng không thấy luôn. Ở đây anh chị thấy đường dây điện thì đi tới ngay chỗ cái mí dừa, tới mí dừa đất mình á là hết. Đó, rồi người ta băng sạt nhờ đây, nhưng mà sau này anh chị về á người ta sẽ kéo qua đây, người ta mới băng lên đây nha anh chị. Còn giờ tại chưa có cất nhà ở á, người chủ bên đây người ta cho người ta băng nhờ qua luôn. Nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ này thì anh chị liên hệ cho em theo số điện thoại là 0395454645. Em sẽ trực tiếp dẫn anh chị mình đến xem cái mảnh đất này được anh chị mua nha. Hiện tại chủ đang kêu giá là 820 triệu cho tổng diện tích 1800 m2 luôn. À, ở đây người ta cũng đang chăm thanh long nè. Đó ha, đường lên đó cũng lên nhà người ta luôn. Giá là 820 triệu hết đất luôn nha anh chị. Thì em tính hào hào tầm khoảng gần 450 triệu cho 1000 m2. Anh chị nào quan tâm tới mảnh đất này thì anh chị cũng nên kết bạn Zalo với em theo số điện thoại trên màn hình. Rồi em sẽ gửi sổ hình ảnh thử đất cho anh chị mình xem cho nó chi tiết cụ thể luôn nha. Đất mình sổ cũ nha anh chị. Tới đây là hết nè anh chị. Sổ này sổ ngày xưa, sổ lâu dữ lắm rồi. Nó chưa qua đầu tư gì hết luôn.
Đó, đi dài cho em không lội nha, do dưới thanh long nó bị hơi nước sắp sắp á, rồi em không có lội xuống dưới. Nhưng mà ở đây em quay tổng vô thì anh chị cũng nhìn thấy rồi đó. Đó, thanh long bên đây cũng đang cho trái luôn nè. À, của mình cũng đang cho trái luôn, nhưng mà của mình ít. Đó ha. Đường mình tuy nhỏ nhưng mà xung quanh đây thì cũng đều có nhà. Rồi sau này ví dụ như người hiến ra một miếng á thì mình làm, còn đường này thì em không thấy bản dự án nha anh chị. Đó, đường này thì không có bản dự án mở. Nhưng mà làm thì dân bỏ ra rồi hùng lợi đổ thôi. Nó ngang mặt tiền của mình là 43m là mặt tiền xây dựng hướng đông đó nha. Còn mặt tiền xây dựng hướng nam bên đây á thì 38m. Còn cạnh bên kia thì bên hướng bắc á thì không có mặt tiền, nhưng mà cạnh đó thì tới 47m. Còn cạnh bên hướng tây á thì 42m rưỡi. Tổng diện tích là 1800m vuông. Hiện tại đất mình còn là lúa nước nha anh chị. Tại vì sổ cũ mà, sổ chưa có chuyển lên. Rồi em lên nhanh cái miếng này cho anh chị mình xem. Nếu như anh chị thấy phù hợp thì alo cho em nha. Giá hiện tại chủ đang kêu hết đất luôn là 820 triệu. Được cái mình ra ngoài kia lộ thì tầm khoảng 200 mét là tới à. Đường lộ nhựa luôn. Đó, xung quanh đó là ngay chỗ con đường nhựa, nhưng mà đi bên đây. Còn mình phải đi cái đường bên đây nha. Bên đây thì nó sẽ gần hơn. Nói chung là quýnh bo qua vậy nè anh chị. Rồi em lên nhanh clip này cho anh chị mình xem. Nếu như anh chị thấy phù hợp thì alo cho em nha. Còn bây giờ em cũng xin kết thúc video. Hẹn gặp lại anh chị video tiếp theo. Em xin chào anh chị ạ.